12 phẩm chân như, lại nữa thiện hiện khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa, có nhiều việc ma làm trở ngại, Bồ Tát nên biết rõ. Biết rõ rồi siêng năng tinh tấn nghĩ đúng biết đúng phương tiện xa lìa. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều sự trở ngại, ví như ngọc thần báu lớn vô giá khó được đầy đủ, lại nhiều giặc cướp. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa lý thú sâu xa đầy đủ công đức thủ thắng, nên các chúng Bồ Tát khi biên chép vân vân có nhiều ác ma làm trở ngại, mặc dù chúng có ý muốn xấu ác nhưng không thể thành tựu. Vì sao? Vì có người ngu si mới bị ma làm mê hoặc. Thiện nam tử vân vân mới học đại thừa, khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng bị trở ngại. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, có người ngu si, phức tuệ mỏng kém, không tin ưa pháp rộng lớn. Thiện nam tử vân vân mới học đại thừa, khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa bị trở ngại. Ở tương lai, có người ngu si phức tuệ mỏng kém tự mình không thể tin ưa bát nhã ba la mật đa, thấy người khác khi biên chép vân vân kinh kia, nương oai lực của ma làm cho trở ngại, nên biết hạng người như thế mắc tội vô biên, luân hồi nhiều kiếp, chịu các khổ kịch liệt. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa không bị các việc ma, nên biết đều là nhờ năng lực oai thần của Phật. Vì sao? Vì quyến thuộc của ma,